Ok, xin chào đến toàn thể anh em bác đam mê nhá. Và đặc biệt là chào anh Hương, người Sơn Động Bắc Giang. Thì ngày hôm nay em sẽ test cái khẩu Kondo Z mà anh đã tin tưởng và hàng bên em nhá. Đấy, thì lời đầu tiên cũng cho em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh đã đặt niềm tin cho bên em. Để em có thể lắp ráp hoàn thiện một cây củi để cho anh em cũng cho anh về trải nghiệm cái niềm đam mê săn bắn nhá. Thì anh em nào mà đang tìm hiểu về cái dòng súng hơi nén khí này mà có nhu cầu muốn lắp ráp thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên em qua số điện thoại em để trên video này anh em nhé. Thì sau đây em sẽ đi vào test thực tế cái khẩu Kondo Z giá 5.500.000 này, xong rồi sẽ tháo ra giới thiệu chi tiết về cấu hình cho anh em bác cùng tham khảo nhé. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu thì kính mong em có thể là theo dõi hết video anh em nhé. Thì ở đây tâm kính của kính ngắm Discovery VTR 3-12-42 AOAC. Thì hiện tại là thời tiết miền Bắc nó cực kỳ nắng. Đấy, anh em nhìn chưa? Nắng cực kỳ nắng luôn. Nắng 38-39 độ cơ. Đấy. Nhưng mà em vẫn cố gắng làm video test để trả hàng cho anh em. Nên là nhiều khi cái tâm kính nó vào cái bờ tường ấy, bờ tường đen thì nó sẽ bị lóa. Thì anh em cố gắng nhìn cái đường đạn nhá. Đấy. Thì cái bờ tường đây là bờ tường đen này mà nắng nó còn lóa trắng tinh này các bác nhá. Đấy. Thì anh em cố gắng nhìn cái đường đạn nhá. Cái tâm kính thì nó không vào bờ tường, nhiều khi nó không nhìn tâm kính thì em có thể nhìn đường đạn nhá. Đấy. Thì ở đây sau mình sẽ test một vài viên xem độ đỉnh của cây súng này. Một viên này. Đấy. Em sẽ bắn luôn cái điểm đấy nhá, xem nó lệch đâu hay chuẩn rồi hay như thế nào. Xong rồi sẽ vừa bắn vừa chỉnh nhá. Hai viên này. Thì hiện tại bây giờ nó là lệch sang trái và ăn xuống dưới một tí tí. Đấy, thì em sẽ chỉnh cho nó để đục lỗ được luôn các bác nhá. Đấy. Viên thứ ba này. Ba viên này. Ok rồi anh em nhá. Đấy. Bắn điểm mới này. Tạo điểm mới này. Một viên này, đấy, bắn điểm đấy nhá. Bắn đục lỗ điểm đấy các bác nhá. Bắn vài viên vào cái điểm đấy xem như nào đây. Hai viên chuẩn chỉ này. Ok cho anh em. Đấy, súng ống khi mà đã chỉnh chuẩn ok rồi thì anh em chỉ cần giữ im tay lín thở bóp cò là săn mồi thôi. Ba viên chuẩn chỉ chưa? Đấy, đục lỗ cho anh em. Viên thứ tư này. Ok cho các bác, chuẩn chỉ chưa? Đấy, súng ống có ổn định hay không thì anh em có thể xem video nhé. Thì cự ly đây thì cự ly 55m chuẩn tâm. Thì nếu mà cự ly xa hơn thì anh em sẽ phải ke tâm bắn tâm dưới như thế này. Còn nếu mà gần thì anh em sẽ phải bắn tâm trên. Đấy. Nên là nhiều anh em về đi săn là không hiểu về cái kiểu dê dô là nhiều khi là khó. Chứ em test cho anh em là giữa tâm cứ 55m là chuẩn tâm. Thì về anh em xa gần anh em cứ nằm giữa tâm này thì không thể nào bắn được. Đấy, anh em phải áng chừng cái cự ly nhá. Đấy. Còn anh em nào mà muốn chỉnh xa hơn thì anh em có thể về chỉnh theo mắt của anh em. Nói chung là mỗi người một mắt. Đấy. Còn chỉnh cho anh em thì đây. Em cứ chỉnh chuẩn chỉ ok đục lỗ như vậy là về anh em chơi không nhá. Đấy, anh em thấy ok chuẩn chỉ chưa? Bắn chục viên này. Vẫn vào một điểm như thế này anh em biết là độ ổn định của cây súng nó ra làm sao rồi đấy nhá. Đấy. Ok chưa? Đấy, đây nhá. Thì cấu hình của nó đây. Tất cả những cấu hình mà anh em đặt hàng của anh em thì em sẽ đều là lắp ráp test chuẩn chỉ ok cho anh em để anh em về chơi. Đấy. Thì có video trả hàng cho anh em qua Zalo luôn các bác nhá. Đây. Cấu hình của anh Hương người Sơn Động đây. Giá 5.500.000 nhá. Thì đầu tiên sẽ cấu hình nó là bình thì sẽ là bình nhôm đít tròn. Đấy, bình nhôm đế tròn này. Cực kỳ đẹp này. Sơn alót trong ngoài. Van là van Z cờ đích két. Đấy, bản chuẩn công ty UBN. Đấy, đã qua xử lý và làm lại của bên em. Combo khung, khung là khung tem, tay cầm gỗ, sạc cừ sơn đen. Giảm âm sumo định tâm liền khối, cực kỳ là êm nhá, anh em có thể nghe tiếng lỗ. Cành TK Hồng Kông loại 1 bản 10 khương tiến. Bao lỗi 1-1 cho anh em. Đấy, bảo hành lỗi 1-1. Không biết là trong quá trình chơi anh em chơi bao nhiêu cân kẹo, nhưng mà nếu mà có xảy ra tình trạng là không trụ trong vòng 6 tháng thì bên em sẽ bảo hành lỗi 1-1 cho anh em và các bác nhá. Kính ngắm Discovery hàng VTR 3-12-42 AOAC, tâm kính tâm cộng cực kỳ là sắc nét và có đèn tâm cho anh em bắn ngày và đêm, đèn tâm đây nhá. Đấy.
thì hoàn thiện một cây như này thì có giá là 5.500.000, có tặng kèm cho anh em đó là 1 kg kẹo chì. Đấy, 1 kg kẹo chì nó sẽ gồm là 3 hộp đạn như thế này, kẹo chì kẹo máy cực kỳ đẹp cho anh em bác đây. Đấy, kẹo này thì bên em đang bán là 450.000 một cân, và giá bán là theo súng thì 450.000 một cân nhá. Đấy, cho anh em bác. Đấy, còn tặng thì tặng cho anh em bác 1 cân kẹo giá 5.500.000 đây. Đấy, thì giá đây thì sẽ chưa bao gồm phí cước các bác nhé. Em mua hàng thì sẽ hỗ trợ thêm tiền cước, miền Bắc nó hỗ trợ giúp shop là 300, còn miền Nam hỗ trợ giúp shop là 500. Cái này thì em sẽ vận chuyển qua hình thức đó là gửi xe. Đấy, có anh em nào mà biết cách lắp ráp thì em sẽ gửi ship. Đấy, gửi ship thì em phải biết cách lắp ráp, còn bên em về lắp ráp gửi ship căn chỉnh thì nhiều khi là anh em về phải biết cơ, còn không biết thì nhiều khi là gửi đi gửi lại mất thời gian lắm. Đấy, còn anh em nào mới chơi thì khuyên thật anh em là lên nhận qua hình thức đó là gửi xe nhá. Đấy, thì đây là sản phẩm em đã lắp ráp hoàn thiện, thì anh em nào có nhu cầu muốn mua thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Đấy, đầy đủ cấu hình cho anh em bác chơi và phục vụ. Đây, đây một cây nữa này. Đấy, thì em muốn mua cây tầm bao tiền thì cứ liên hệ cho bên em nhé. Thì video ngắn ngày hôm nay xin phép anh em bác kết thúc đây. Xin chào lại các bác ở video sau nhé.